khu vực kinh tế Bắc Bộ, NEZ, tiếp tục thu hút một luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ổn định nhờ vị trí thuận lợi và khả năng thu hút đầu tư. Bất động sản công nghiệp của Việt Nam đang di chuyển lên chuỗi giá trị cao hơn với các dự án đầu tư từ các lĩnh vực có giá trị cao. Trong khu vực này, lĩnh vực máy tính, điện tử và sản phẩm điện tử đã thu hút nhiều vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mới nhất với khoảng 20% tổng vốn đầu tư của khu vực. Lĩnh vực thiết bị điện tử đứng sau với 15% tỷ trọng. Các tập đoàn hàng đầu bao gồm Samsung, LG Electronics, Foxconn, Canon, Hyundai, Honda và VinFast. Các doanh nghiệp thuê chính trong khu vực kinh tế đặc biệt này đa dạng về các lĩnh vực như cao su và nhựa, thực phẩm và đồ uống, vật liệu xây dựng và ngành công nghiệp may mặc. Các nhà sản xuất liên quan đến năng lượng mặt trời đang di chuyển về phía Bắc, chiếm 3 trong số 5 dự án sản xuất hàng đầu tại NEZ trong năm 2022. NEZ nắm giữ gần 80% trong số 30 nhà sản xuất sản phẩm năng lượng mặt trời, phần còn lại nằm trong khu vực kinh tế Nam Bộ. China Solar có dự án đầu tư lớn nhất với 275 triệu đô la Mỹ tại khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên. Người đầu tư chủ yếu từ Hồng Kông, Trung Quốc và Singapore. Tuy nhiên, nhà sản xuất mô đun năng lượng mặt trời người Mỹ Tonawa Solar đã bắt đầu sản xuất vào nửa đầu năm nay tại một cơ sở hiện đại tại khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Trong năm nay, AD Green, một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, đã khởi động hoạt động tại một cơ sở trị giá 45 triệu đô la Mỹ với diện tích sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời 3 GW, phục vụ khách hàng trong nước và quốc tế. Cơ sở này nằm trong khu công nghiệp An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.